Em tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Tính qua thăm trọng nhân nghe quý vị. Ơi, chọn liễu. Chào chào. Đâu vậy? Đi đâu vậy? Xét đồng minh mua đặng hay vậy? Xin cơm từ thiện hả? Xin cơm từ thiện gần chai luôn hay là mua đồ ăn? Hả? Biết biết xin không? Đây. Rồi đâu đi 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 đi. Ai giữ trọng nhân trọng? Chị hai hả? Chị hai ha. Rồi, mới vừa qua gặp liễu luôn. Hên lắc khỏi hỏi đường. Hỏi điện hỏi đường, hỏi chỗ nào. Ừ. Sao rồi nhân sao rồi? Khỏe rồi ha. Có đi xin lần nào chưa? Hả? Xin nước nào? Chị hai lên hôm đúng không? Chị hai lên hôm tính đưa lên chiều hôm qua phải không? Ê. Rồi sáng giờ trong nhân sao rồi, ổn chưa? Khỏe chưa? Hả? Hôm sốt lại hả? Sốt lại rồi bác sĩ đưa thuốc uống hả? Giờ hơi khỏe chưa? Hết sốt chưa? Hết sốt rồi ha. Thì tới giờ ta xin cơm rồi kìa, vô đi. Đang quên hả? Bây giờ là ngay giờ phát cơm của tổ từ thiện rồi bây giờ. Tổ từ thiện hôm nay tính có chia sẻ đây. Tổ từ thiện này hoạt động cũng lâu lắm. Từ khoảng mấy năm, 20 năm gì quên. Từ hồi tính còn làm tới giờ. Tôi tính mười mấy tuổi, giờ bốn mấy tuổi, hai mấy năm rồi. Rồi, đứng đứng kế cho người ta đi liễu, sắp hàng. Ta làm xong tới mình ha. Chứ cũng không gấp gì ha. Xin cơm không hay là có được xin đồ ăn luôn? Luôn chứ. Đi mua đồ ăn hả? À, xin cơm thôi ha. Ăn chay không được hay gì? À, cho chị hai ha. Cần liễu ăn gì? 20.000 thịt đâu bán? Ở ngoài kia hả? Rồi xin là hai chị em ăn luôn ha. Ở đây có canh nè, bắt quá mình xin canh đi rồi mình mua thịt. Ừ, xin canh. Xuống đây quen rồi ha. Đây là nước cũng xuống đây xin không phải không? Ừ. Nước thì biết chỗ lấy chưa? Rồi. Rồi có chị hai chưa? Đấy, không có ừ. Vậy thì liễu đi lấy không ha. Ừ. Vô đi xếp hàng đi chứ đứng đây chờ biết nào. Bây giờ cao điểm mà xếp hàng đi. Người ta rồi tới mình. Hả? Người ta đi tới liên tục rồi sao mà lấy được. Ừ, thì mình xếp hàng vô. Ừ, đó chị đó là tới mình chứ thôi mà đứng hoài thì chừng nào mới có. Chờ hoài là chờ tới 4 giờ luôn á. Có tiếng đồng hồ nữa. Chỗ này là chỗ lấy nước sôi. Nó được nấu bằng những cái lò áp suất rất là hay. Trước tính chở cha tính đi đặt mua trên 100 triệu hết trơn mấy thiết bị trong đó. Thì liễu thì xin cơm chút một mấy bao dày lại không ông lạng ông canh mình hoài. Lạng canh hoài canh rồi mình về quay rất là khó vậy. Như là đang đi tổ từ thiện rồi giờ liễu đi mua thịt xin cơm xong đi mua thịt ở trong căn tin này. Thì nãy giờ quay khó quá. Không có vậy ông mèo hoài quay. Mình hiện giờ đang sửa cho nên là thì nãy Đức tính đi vô tìm trọng nhân không được. Liễu thì đang xin cơm rồi tính đi vô cái chỗ trọng nhân nằm mỗi lần thì cũng được. Không biết về đâu. Nghe mấy anh em nói là nằm chỗ cũ mà sao vô chỗ cũ thì không thấy. Rồi mới đi chở ga chờ liễu. Chờ liễu xin cơm xong rồi giờ liễu sẽ đi vô mới đi theo liễu giờ đi nó vừa ăn xong rồi đó trình tan ra kìa. Ở đâu? Nhiêu tiền hả? 20.000 hả? 20.000 ăn cho đủ mấy người em với chị hai phải không? Ăn đủ không? Ừ. Dẫn anh vô coi, anh nãy vô tìm không được rồi. Cái gì? Ai chửi? Vô bệnh viện phải không? Bị rồi sao? Có sao không? Rồi đi ra luôn hay gì? Trời ơi, chú tính ẩm con chút bốn, chú tính tét lỗ mũi luôn. Giống uống dữ con, sao nào uống dữ hả? Chị hai lên chịu qua phải không? Rồi tình hình trong nhân sao rồi chị? Khỏe rồi ha. Hết sốt chưa?
sáng giờ hết ha. Sáng giờ đi từ thiện rồi gặp anh Tấn là chưa chút xíu, rồi chiều đi gặp nữa, giờ mới vô nè. Trời ơi cười. Hôm qua thì đi con lẫm về tới tối luôn rồi không vô được. Trời cười. Sao chú ẩm mà không bấu lỗ mũi chú tét lỗ mũi luôn vậy? Ủa đồ, nó ẩm mạnh. Ẩm mỗi tay chết được còn hiểu không? Ẩm mũi mỗi tay chết. Cái sao nó nặng rồi. Em ẩm mà còn lắc mỗi cho mượn. Rồi con bố cũng tét cái lỗ mũi luôn trong nhân ô. Chứ kỳ á. Chứ kỳ á. Cười hết con, cười hết. Trời ơi, giờ mình quay phố á, chơi gì bố tôi muốn test lên phố luôn. Rồi giờ bác sĩ có báo gì chưa chị? Sĩ lấy thử máu là không có gì. Không có sốt xuất huyết được không? Không. Thông tin này thì em biết rồi, nhưng mà để coi vô coi tình, cái đó là nắm thông tin chuyện qua, giờ vô coi sao. Nó cười đó, chưa rồi, mấy cô kia xin con hả con? Mấy cô kế bên xin con về nuôi hả mẹ? Mẹ cho không hả Liễu? Không hả? Chứ không biết nuôi chứ mà. Không biết nuôi để ta nuôi đi. Cười cái nó cây. Cười cái nó cây. Ê, Nhân. Nhân ơi. Nhân ơi. Cười rồi, vui rồi. Thấy tỉnh rồi. Ủa hôm qua lúc em ở đó là nó ổn rồi mà lúc em về là nó bị ấy hả chị? Ôi hả? Lúc ở đó ổn rồi mới về mà. Cho uống thuốc, đồ ngủ ngon lành rồi mà. Thăm chừng rồi. Vậy hả? Hỏi thăm thì nói là bị viêm đường hô hấp trên nhẹ thôi. Phải không vậy? Bác sĩ cũng nói vậy phải không? Làm gì vậy rồi? Dạ biết. Làm gì vậy coi? Cười với bà con quát cái cây. Con bà con quát lo nè. Nhân. Dịch nè. Dịch nhát coi. Vô tôi gặp tôi ẩm miếng móng gố lỗ mũi luôn. Tét được luôn. Nói gì đâu. Ra móng tay vậy, móng tay ra vậy. Ra nữa rồi, chỉ bố đau hết bức. Cái gầy bố lỗ mũi người hen. Chị dặn hen. Rồi chị hai lên chiều qua là bắt đầu ở đây với trọng nhân. Chắc tới xuất viện luôn quá hen. Dạ, thì cái này chắc cũng xuất viện mau rồi đó. Rồi giờ ăn uống sao chị hai? Chị Dương Liễu là đi xin cơm từ thiện rồi đi mua thịt gì ăn đó hả? Nãy Liễu có xin canh không? Hả? Xin kho luôn hen. Rồi trọng nhân là sáng giờ ổn luôn, không ói không gì hết nữa. Cũng mát rưỡi luôn rồi. Rồi uống thuốc thì sao chị? Nó đi cầu 45 lần hỏi bác sĩ tại thuốc nó đi cầu chứ. Vậy ha. À đi cầu mà bác sĩ nó tại thuốc đó đi. Rồi có đâu có truyền nước gì phải không? Không. À, nhẹ mà. Không uống đâu mà. Ừ. Thì 4 giờ uống một tử, 8 giờ uống một tử, 12 giờ đi uống một tử nữa. Nói chung là mình cũng lo thôi chứ khổ sao. Sợ biểu nước một mình nữa rồi chết chắc. Sao uống gì? Nếu thua rồi. Cực quá trong nhân ơi, quê con cực quá, gần quá trời gần trong nhân ơi. Quay đây mặt có liêu ngoài. Nhân ơi, trong nhân. Rồi hôm nó sao vậy, hôm nó ngủ ngon không? Hôm còn sốt hen. Còn có cung tay quýnh tôi hay gì vậy? Hả? Nè, chú tính đưa cho chồng Nhân nè, chồng Nhân. Cái tiền của ai không? Tiền của cô Liên Lê, đừng cho ngậm. Tiền của cô Liên Lê. Facebook Liên Lê gửi cho chồng Nhân chi tiêu mấy ngày nằm viện nha. Rồi Liễu, cảm ơn nghe Liễu. Cảm ơn chị Liên. Cảm ơn sao? Thôi đừng đưa cầm, khỏi đưa cầm đi thì không được sạch đâu. Ơi, tôi tranh thủ lần, tôi giọt nè, thôi lát tôi bị hốt nè. Hốt gì? Đi qua đâu bị chửi. Ừ, bị bắt, bị la. Tại vì mọi người ngóng trông tin trong nhân quá, gắng quay trong đây chứ trong đây đâu được quay đâu.
Nãy ở dưới thấy thấy ông bảo vệ ông canh hoài không? Ở dưới chỗ xin cơm không biết canh hoài không quay được. Nhân ơi, Nhân. Ôi, chừng miếng coi. Nằm miếng đây. Thấy thử mà
Thấy nó hay bị nổi mẩn nữa. Giọng gì mà nói dữ à? Cái bụng ngủ hả? Cái bụng ngủ bay bay hả? Kìa, bà hát kêu kìa. Bà hát kêu kìa. Giọng gì mà nói nó quá kìa. Giờ đây là có chỗ ngủ không? Chị Duyên Nhân nằm đây hả? Nói vậy là chị mẹ chứ không liệu mẹ. Em về nhà giữ trọng nhân á, lúc nào mà có người giữ á, hoặc là lúc nào trọng nhân ngủ á, em ngủ ha, em trong tối ngủ. Đặng khi mà mình có sức khỏe, đặng khi mà khuya đó mình không tìm cháu, nhưng khi nó sốt, khi mình cũng hay. Hạn chế sử dụng điện thoại lại. Hơn một nước nữa. Giờ dạ. Mình nói nha. Qua dưới hả? Đây nè. Cho nên nó mới ói nha. Ờ. Nó liệu nó không có biết nó không có biết mà chỗ cái liều được. Nó thấy ư là đưa nó đưa mà thằng này hả? Ư cái rút vô uống. Bởi vậy uống hoài con nóc rồi mới bị ói thôi không? Chứ không sao đây. Nó biết rồi ông ơi, tao nắm thông tin rồi quá. Ủa ông cơ rồi quên. Biết rồi, không như không được tao hỏi tao biết rồi. Anh học cười, thương cười. Cười 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 cái tay, cái đúng cái bụng này. Bụng này. Cái bụng khỏe ra đây. Cái bụng khỏe ra đây. Được cái này. Kìa kìa kìa, ai đóng kìa. Ai kìa, ai kìa, ai kìa. Ủa, ai hả? Ai hả? Nhìn, ai hả? Ôi, cái này không được nhìn đã rồi. Nãy giờ vô không được ở ngoài, cũng khó chịu, bỏ nó chết đi. Tại vì không nắm thông tin là bây giờ hay căng căng của chuyện này. Đúng cái gì trọng nhân cũng chơi lén luôn nha con, chơi lén luôn đó. Chơi lén thì không về thôi bị hốt rồi. Đó mà kêu bảo vệ me hoài. Em đi tới đâu bảo vệ em đi tới đó. Ô, tại vì mình cũng bậy hen con ha. Mình không cho mình quay đâu mình quay. Tại vì á, cũng trọng nhau quá mà. Tại vì cộng đồng muốn biết trọng nhân sao quá, gắn quay nhá. Cho ta thấy trọng nhân coi sao vẻ chưa, ta vui mình ha. Ủa tới giờ ăn cơm gì chưa chị? Ở đây chỗ tắm được rồi không? Thì tối trọng nhân hồi hôm nó hơi ít cũng ít quậy nha. Tối nay chắc yên luôn rồi nè. Tối nay tôi ngủ ngon. Tối nay ngủ ngon cho mà hay ngủ nha. Dạ. Đó là yên rồi. Cười vui là được rồi. Mũi hả? Dạ. Đúng rồi, sao mình không đem chụp nó theo? Chứ ở đây làm sao mình tránh khỏi mũi được? Giờ mình có chụp rồi ha. Ờ, hay quá. Hay quá, cảm ơn ai đó đã cho trọng nhân một cái chụp. Tính nói mà hồi nãy ông Huệ nó nói đem thiếu gì đó. Thiếu cái quần cục trọng nhân hay gì đúng không? Tấn này cũng bị bệnh luôn rồi, không cho Tấn tiếp xúc với trọng nhân nữa nha. Tấn với người sợp bị viêm họng rồi, không cho ai người đó tiếp xúc trọng nhân nha. Không cho hôn nha. Nào bị viêm họng rồi đó. Sợp viêm họng, Tấn viêm họng luôn. Đúng rồi. 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 Đúng rồi.